Khu số 7 bị nổ cháy, không sợ nó chuyện gì. Chỗ này không cần cô đâu. Người ta đang chờ mấy anh ở phòng giải phẫu. Đưa xuống đây. Hai anh xuống trước đi. Tôi đi trên. 1, 2, 3. Này bây giờ sao? Hãy đẩy đi. Là quyên máu hả? Sao không chịu nói sớm? Người chết là bác sĩ đó. Hai người chờ bơm máu bên trên nè. À nè, cứ bơm đi, bơm đi. Tôi lấy bao nhiêu lấy, không thành vấn đề đâu hả? Tôi sụng chết rẻ, không lấy bao nhiêu lấy. Một mình tôi cứu hai người. Cảm ơn anh. À, đừng cảm ơn, đưa tiền được rồi. Hả? Đi bơm máu đi. Hả? Anh bơm cẩn thận nha. Anh thì là may mắn đó, lần đầu tiên tôi cho người ta bơm máu đó. Anh cũng may mắn, tôi cũng lần đầu tiên bơm lấy máu đi. Thôi đừng có hù người ta nữa. Mày qua bên kia giải phẫu cho con gái đi. Tôi hả? Nè, chỉ có mày mới thấy cách giải phẫu loại này. Bác sĩ đều sinh đã chết rồi, cấp bách như vậy đi đâu tìm bác sĩ? Bây giờ mày đi theo tao đi. Tao làm thế nào thì mày làm như vậy. Anh làm theo người ta, lại bơm máu tôi hả? Ôi trời. Anh Lôi Thái, tôi đã nói là lần sau hy vọng gặp anh không phải là cái xác mà. Ý nguyện của tôi đã đạt được rồi. Nhưng mà anh lập tức sẽ biến thành một cái xác chết. Tao mà.
Có đó được không đó? Hả? Bán đi, bán đi. Bán ngay đây nè. Tam tên mày không có đạn có thể bắn được đâu ha. Bán đi. Bỏ xuống luôn đi. Cuối cùng mày chịu bỏ xuống xuống đánh lộn với tao rồi hả? Không nói mày không biết đâu. Thân đụng của tao là Lý Tiểu Lầu. Cú đá của mày khá lắm. Đừng có bước tới nha. Đừng có bước tới nha. Đừng bước tới nha. Người ta chịu không nổi thì đừng có đánh người ta nữa mà. Người ta khen mày mà khen mày đá giỏi đó, mày đừng đánh người ta nữa. Người bị kẹt bên ngoài mày không đánh, ở dưới người ta chạy tới chạy lui mày không đánh, người sao đánh tao. Cứ chết mày. Chết mày, chết mày. Mặc dịch, mặc dịch. Chết mày, chết mày, chết mày. Giết mày, chết mày. Đừng bước tới nha. Đừng giết ta. Đừng tới nha. Mày có áo giáp, tao có hồi giáp nè. Thôi đừng bước tới nha. Đừng bước tới nha. Ở đây nè, anh la lớn vậy làm gì chứ? Anh Giang Tùng hả? Anh Bi à, làm ơn kéo cái này lên giùm tôi. Tôi đau quá. Ráng chịu nha. Dỡ lên. Ây da. Mệt quá rồi. Anh cho tụi nghỉ một lát đi. Đè chú này ha, chào chú này ha. Mau đi mau đi. Người ta ngó thấy khó coi lắm. Tôi là thám trưởng mà. Đè cho đại nó được không ạ? Bây giờ xin đặc biệt báo cáo. Ông Dakalama bị hành thích ở sân bay hôm nay nhờ có sự hợp tác chặt chẽ của các đơn vị có quan hệ. Sau khi cố gắng cứu cấp, cuộc giải phẫu đã hoàn toàn rất thuận lợi. Người phụ trách của bệnh viện cho biết ông Dakalama và một cô gái từ Hồng Kông tới đây. Vết thương của hai người này trong vòng 4 tháng sẽ được khôi phục lại. Thật là không ngờ tới tăng nhà bà trời hết năm 28 rồi hả? Tụi mình về em công sẽ kết hôn rồi đi vào đi hưởng tuần trăng mật được không? Cái đó đi em Monte Casino chơi gặp bạn phát đạt rồi ha. Em không có đi Monte Carlo đâu. Kèo đi lát nó gái vậy hả? Nghe nói hình như là bên Mỹ mà. Đừng sửa đừng có vậy hả? Cứu tôi với. Anh làm cái gì vậy? Sao đối đãi phụ nữ vậy chứ? Anh chết anh đi nè. Đây là nhà của tôi mà. Cô giống như là đứa trẻ sơ sinh. Em đã xả hết tiền của anh rồi. Mau quỳ xuống đi. Quỳ. Cô bé à, lành mạnh rồi hả? Lành lại rồi. Hy vọng hai đứa mình sau này